Vâng, vào những ngày cuối tuần như thế này thì bên Zika chúng em gần như bận rộn từ sáng đến chiều, gần như dành toàn bộ khung giờ cho việc các bác anh em đến tận nơi để trải nghiệm. Hôm nay thì không cần phải những cái bộ combo lớn hay những cái thiết bị lớn mà chúng em lên video đâu. Nguyên là riêng đôi chép, đây là đặc biệt là ở đây là đôi chép và JBL mặt cười. Đấy, bản này hiện tại đang có giá bán là 2.500.000 đồng. Cũng nghe qua rất nhiều những cái video trên kênh YouTube, ngày hôm nay anh cũng đã đến tận nơi để nghe trực tiếp cho mình. Tăng volume to lên để cho anh ấy nghe để thẩm âm luôn. Em quay lại gần hơn trước khi chúng ta nghe test qua chất âm. Thường thì rất ít khi chúng em có dịp để lên vì thời gian gần đây là luôn luôn bận rộn với những câu in combo. Ngày hôm nay cũng dành ưu tiên, ưu ái dành riêng cho một video này. Thời điểm này rất là hiếm hàng về, nhưng anh đến phải chờ mất nửa tiếng thì chúng em bắt đầu mới lại huy động được hàng về đây. Ở đôi loa chép JBL ST200 mặt cười, giá bán thì chắc các anh em cũng đã nắm được rồi. Và đây là cái hàng sách tay Mexico, hàng xịn luôn ý nhá anh em. Chất âm cực kỳ tách, tí tách. Em đã ghép hẳn với một đôi loại SH1800. Em sẽ lùi ra xa để các anh em nghe và thẩm âm cùng bác khách hàng chúng em. Nghe nào, ok không? Em đang đánh hẳn một đôi loa to đấy. Và đôi loa kia của em thì nó đang có cả một con chép ba kèn rất lớn. Trung tháo cái đôi loa to cho anh xem con kèn kia. Hiện tại mặc dù đang đánh cùng một đôi loa khủng nhất là tại showroom của chúng em, đó là đôi SH1800 có một cả chép kèn và chép mảnh, có thể thể hiện vai trò về cái siêu chép, nó vẫn đạt được một cái yếu tố rất là quan trọng trong một bộ dàn. Tút ra, ok. Cho anh ấy nghe thử so sánh, tăng lên to một tí xong rồi là tút một lần nữa cho anh ấy so sánh luôn. Trên địa chỉ thị trấn Văn Giang,
Rồi, em chào anh nha. Quả cuối năm. Cái túi đỏ, cái quả cuối năm.